Hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy cái dây chuyền sản xuất cái than để mà các bạn hay hút xì xa hoặc các bạn nướng đồ nướng, ăn đồ nướng đi picnic các thứ đấy. Đây là một cái dây chuyền sản xuất rất là hiện đại nha các bạn. Đấy. Dây chuyền sản xuất này ở tỉnh Bình Phước, công ty Cao Nguyên Bình Phước nha. Cái câu này là đã là thành hình sản phẩm rồi. Đấy. Câu này là máy cắt đã cắt thành các cái cục than như thế này rồi. Cái dây chuyền của mình nó hoạt động như thế nào chị? Đến cái khâu này là khâu gì rồi? Khâu này là khâu ra sản phẩm rồi đó. À, ra sản phẩm rồi. Xong mình bỏ lên đây. Mình kiểm nó lại. Có coi là nó có bị méo mó, có bị hư hại gì không? Xong rồi mình đem qua lò xay. À. Lấy cho nó khô á. À. Khô xong rồi rồi lấy cái khâu đó này. Dạ. Yeah. Còn phía trên kia là các cái khâu như thế nào? Chị lên trên kia nhìn kia. À, chị giới thiệu trên kia coi. Phụ gia sơ dừa rồi các thứ. Không, phụ gia là bột á. À, bột, bột. À, tinh bột. Thì còn ra bột đây thì mình đem vào đây để mình nhào nó lại cho nó giống như mình làm bánh. À. À, mình nhào lại cho nó dẻo, để cho nó kết dính. Dạ. Yeah. Rồi xong rồi đem ra in thôi. Dạ. Yeah. Đem ra in là ra thành phẩm rồi đó. Đấy. Sản xuất than nó hiện đại như này. Hả? Sản xuất than giờ dây chuyền nó hiện đại như này. Thôi tụi chị còn đang trong giai đoạn mà nâng cấp cái này lên để cho tự động hết hàng. À. Có người đứng đây thả. Tăng được cái năng lượng tự động lên thì mình tăng được cái thu nhập cho người lao động. Yeah. Em cầm mấy viên than lên cho anh xem thôi. Ở đây là các cái viên than hoạt tính như thế nào hả? À, cũng xin chia sẻ với anh là sản phẩm của than gáo dừa của công ty Cao Nguyên Bình Phước thì được làm từ nguyên liệu đó là gáo dừa. À, thì trái dừa mà trái dừa khô á, khi mà mình đã lấy được nước mình dùng rồi, cơm dừa xong thì cái gáo đó mình dùng để mình làm than và mình sẽ đốt yếm khí để cho hết khói. Thì đó là một cái sản phẩm đầu vào của công ty Cao Nguyên Bình Phước. Thì sản phẩm đầu ra là than gáo dừa thì nó có đặc tính là sạch, là không khói, không có mùi và rất là ít tro và cháy gần như hoàn toàn, nhiệt cao, duy trì cháy lâu, cho nên đó là một cái sản phẩm rất là ưa thích, ưa chuộng tại thị trường Trung Đông. Và sản phẩm của chúng tôi là thị trường chủ yếu là truyền thống là ở Trung Đông, châu Âu và chúng tôi cũng xuất đi Mỹ. Và trong tháng 8 tới đây thì chúng tôi bắt đầu làm công đầu tiên cho thị trường châu Phi, một cái nước ở châu Phi. Thưa bà có thể nói sâu hơn về cái việc mà mình đã tận dụng những cái phế phẩm để biến nó trở thành một cái hàng hóa có giá trị cao như thế nào? Thì anh biết là gáo dừa sau khi mà dùng xong thì thường bà con sẽ dùng để làm chất đốt. Thì thay vì mình như vậy thì cái sản phẩm cái trị giá nó không có cao thì mình sẽ được những cái lò đốt, người ta sẽ đốt yếm khí nó đi. Và đây là một cái sản phẩm mà rất là được ưa chuộng tại những cái thị trường mà người ta dùng than ở trong nhà, tại vì đặc tính nó không có khói cho nên nhận thấy được cái giá trị đó, cho nên là công ty đã
nghiên cứu và sản xuất ra cái sản phẩm than gấu dừa. Vì thứ nhất là giúp cho cái việc là dọn dẹp được cái môi trường rác thải của nông nghiệp. Thứ hai nữa là đem được cái giá trị thặng dư cuối cùng đến người dùng tiêu cùng. Thì sản phẩm của công ty chúng tôi là đến tay người tiêu dùng luôn. Cho nên là từ đầu vào đến đầu ra là không có qua một cái khâu trung gian hoặc là một cái nguyên liệu cho một cái sản phẩm khác gì hết, cho nên là cái sản phẩm chúng tôi là mang lại cái giá trị lợi ích kinh tế cao, mặc dù cái giá trị của từng sản phẩm nó không có lớn nhưng mà nó đem được lại được những cái lợi ích về mặt xã hội. Thưa bà, thì trong cái bối cảnh kinh tế khó khăn như thế này thì mình làm sao để tìm kiếm được cái thị trường mới, kiếm được cái đơn hàng mới để đảm bảo cái việc làm cho người lao động? Dạ, cũng là chia sẻ với anh là cái khó khăn chung của thị trường kinh tế thế giới cũng như ảnh hưởng tới nền kinh tế của Việt Nam không nhỏ, đặc biệt là một cái số các cái ngành mà sử dụng lực lượng lao động trực tiếp. Đây là một cái điều rất là trăn trở đối với bản thân doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi cũng rất là cố gắng để mà duy trì được cái chất lượng sản phẩm, để duy trì được cái thị trường truyền thống. Thì cũng may mắn một điều là cái nhu cầu của sản phẩm là cũng cung cấp với thị trường nó không, cái tỷ lệ rất là nhỏ so với cái nhu cầu. Thì ví dụ như nhu cầu thế giới nó thuộc khoảng một quốc gia thì thuộc khoảng 300-400 tấn một tháng, thì mình thì chỉ cung cấp một phần trong đó thôi. Thì rất là nhiều quốc gia, 22 nước trong cộng đồng Ả Rập, trong cộng đồng Trung Đông, rồi những cái nước có lượng tiêu thụ lớn như là Đức, Bỉ, Hà Lan, đặc biệt là cái than gáo dừa dùng để làm barbecue. Thì anh biết là cái văn hóa ở châu Âu người ta rất là ưa chuộng cái hình thức là đi picnic hàng tuần. Thì mặc dù cái than củi cũng đáp ứng được nhưng mà cái đặc tính của than dừa là nó sẽ cháy lâu hơn và nó không có khói nhiều, cho nên là rất là được ưa chuộng. Cho nên nhu cầu nó vẫn còn rất là lớn. Sản phẩm của mình thì chỉ cung cấp một cái tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Đó là một cái điểm đáng mừng. Điểm thứ hai nữa là tuy nhiên khi mà mình được duy trì được cái thị trường và trở thành được một khách hàng truyền thống thì mình phải quan tâm tới cái chất lượng. Và điều đó bắt buộc chúng tôi phải duy trì làm sao. Thứ nhất là chất lượng nó sẽ không được là thay đổi, chỉ có tăng lên thôi chứ không phải giảm xuống. Thứ hai nữa là mình phải đầu tư thêm những cái thiết bị mà nó tăng lên được cái sản lượng, sản xuất, năng suất lao động, để mình giảm được cái chi phí đầu vào, để tăng được cái giá trị cạnh tranh của sản phẩm để mà đầu ra được duy trì và đảm bảo. Đó là một cách để chúng tôi duy trì được cái công ăn việc làm cho lực lượng cán bộ nhân viên của nhà máy. Thưa bà, thì hiện nay thì cái số lượng lao động của công ty là bao nhiêu và mình có những cái chính sách phúc lợi cho người lao động như thế nào? Cũng chia sẻ với anh, hiện tại thì chúng tôi có khoảng từ 40 đến dao động từ 40 đến 60 người lao động. Thì chúng tôi cung cấp bữa trưa cho người lao động, rồi chúng tôi cung cấp chỗ ở miễn phí cho người lao động. Rồi trong khuôn viên nhà máy thì anh cũng nhìn thấy đó, chúng tôi có trồng rau xanh, có nuôi gà, có trồng cây xanh. Đây là một cái nguồn thực phẩm sạch và cung cấp được cho cái bữa ăn, đảm bảo được dinh dưỡng, đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm và giúp cho người lao động người ta đảm bảo được sức khỏe để mà tiếp tục cống hiến cho công ty. Thì hiện tại chúng tôi có nhà trọ và trong mỗi khu nhà trọ, phòng trọ như vậy là có nhà vệ sinh, cung cấp nước điện miễn phí, rồi rau cỏ ở trong vườn thì một cái khu để công nhân có thể tùy nghi sử dụng. Và bữa trưa chúng tôi cung cấp ở đây thì được hầu hết là cái được rau xanh và củ quả, thì chúng tôi cũng không cần phải mua ngoài mà cung cấp tại chỗ. Đó là một cái nguồn rau và thực phẩm nó bền vững để mà đảm bảo được cái sức khỏe, đồng thời cũng tiết kiệm được cái chi phí và đi được đường dài. Mức thu nhập thì sao? Mức thu nhập hiện tại thì nếu mà công đang làm ví dụ như 8 tiếng mà công nhân nữ thì trung bình thu nhập khoảng 5,8 triệu đến 6,2 triệu, nhưng mà nam thì khoảng 7,5 triệu đến 8 triệu. Thì nó trên là, nhưng mà đó là trung bình thôi, có nhiều tháng thì ví dụ như có nhiều giờ làm hơn, chúng tôi ví dụ như làm thêm mỗi ngày nửa tiếng là 8,5 tiếng thì mức thu nhập nó sẽ cao hơn. Ví dụ như nữ nó khoảng được 6,4 triệu đến 6,6 triệu, nam thì khoảng được 8,2 triệu đến 8,5 triệu. Bà có thể nói thêm về cái việc mà là vừa qua mình đã, cái chuyến đi của bà là đã mở rộng được thêm cái thị trường trong bối cảnh khó khăn như thế nào? Xin cảm ơn anh là đã cho tôi có cơ hội chia sẻ cái thông tin này. Đó là vừa rồi nhân chuyến công tác tại Israel thì tôi cũng có nhận được cái sự hỗ trợ từ cái trung tâm xúc tiến của đầu sở đầu tư, trung tâm xúc tiến đầu tư của sở công thương tỉnh Bình Phước, tạo cơ hội kết nối để tôi đi thăm được cái đại sứ quán Israel. Thì tại đây ngài đại sứ rất là cởi mở và nhiệt tình để ủng hộ những
cái doanh nghiệp mà đi xâm nhập vào thị trường ngách thì ngài cũng chia sẻ được những cái thói quen hoặc là cái văn hóa khởi nghiệp và thử sai tại thị trường Israel. Thì cũng chia sẻ tiết lộ một thông tin là tôi đã ký được cái hợp đồng cung cấp sản phẩm độc quyền tại thị trường Israel cho một cái đối tác, và đối tác này người ta cung cấp toàn hệ thống Israel về những cái sản phẩm barbecue từ nhà hàng cho đến những trạm xăng. Mà thưởng trạm xăng ở nước ngoài thì người ta thường là dùng giống như là sản phẩm giống như một cái store mà 24 giờ, tức là tiện lợi, cửa hàng tiện lợi. Cho nên là cái tôi cũng kỳ vọng vào cái hợp đồng này và sẽ duy trì được cái sản phẩm ổn định hàng tháng để có việc làm cho nhà máy. Thì cũng chia sẻ với anh là cái khi mà mình đi vào cái ngành sản xuất này, thứ nhất là cái lượng nguyên liệu á, tức là cái gáo dừa phế phẩm đó sẽ được dùng nhiều hơn để sản xuất sản phẩm, thay vì mình dùng để mình sản xuất những cái đồ thủ công mỹ nghệ thì cái lượng dùng nó sẽ chắc là không nhiều. Thứ hai nữa là chắc chắn là cái hiệu quả kinh tế nó sẽ so về cái số lượng thì chắc chắn nó sẽ không cao, tại vì sản phẩm của mình là đi từ nguyên liệu đầu vào đến cái thành phẩm đầu ra luôn, chứ không phải là chế biến nguyên liệu trong một cái ngành công nghiệp khác, cho nên là mang được lại cái giá trị công nghiệp, giá trị thặng dư, và đồng thời nữa kéo theo những cái ngành khác, ví dụ như là làm bao bì nè, hoặc là ngành cung cấp cái phụ gia để sản xuất sản phẩm than. Là chúng tôi dùng phụ gia đó là bột mì á, bột mì mà mình có thể làm cho nó dẻo hơn, và trong quá trình pha trộn sau đó đưa vào cái máy nén để tạo hình, xong rồi đem sấy rồi bắt đầu là chọn lọc lại và đóng gói. Đó là cả một cái quá trình sản xuất của sản phẩm. Thì trong quy trình này thì anh cũng thấy tới nhà máy đó, mặc dù nhà máy làm than nhưng mà sẽ không nhìn thấy bụi, không nhìn thấy khói, không nhìn thấy mùi, hoặc là đó là cái ưu việt của cái sản phẩm và làm cho người tiêu dùng người ta ở lại với sản phẩm của mình, đem lại cái hiệu quả kinh tế nó cao và bền vững hơn. Vậy thì bảo vệ môi trường thì sao? Thì bảo vệ môi trường thì chúng tôi đã tuân thủ cái quy trình là, anh biết không, sản phẩm cái đốt á, đốt mà để nó từ gáo dừa để mà thành than rồi để hết khói rồi á, thì không phải làm ở đây chỉ có xay cái gáo dừa và trong đó pha trộn và đem vào máy để mà mình nén và định hình, cho nên là quy trình sản xuất nó không có một cái nước thải, chúng mình trộn khô cho nên là không có nước thải, rồi là không có bỏ những cái hóa chất mà có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng. Rồi trong quá trình mà sản xuất á, thì người công nhân á, người ta tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm thì cũng không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người lao động, cho nên là rất là tuân thủ nghiêm ngặt về cái chất lượng cũng như là việc bảo vệ cái môi trường trong quá trình sản xuất. Tại vì đây là một cái điểm mà người tiêu dùng người ta sẽ cũng đánh giá, đặc biệt là người tiêu dùng châu Âu, khi mà sản phẩm của mình nó có liên quan tới tác động đến môi trường hoặc là gây hại đến môi trường thì người ta cũng sẽ không có ủng hộ cái sản phẩm của mình, đặc biệt là những nước như là Thụy Điển, những nước như là Bỉ, Hà Lan và Đức, người ta có những cái chứng chỉ và những cái test yêu cầu mình phải có những cái chỉ số để đạt được cái quy định thì người ta mới cho mình nhập khẩu vào cái đất nước của người ta.